Tư lệnh Hải quân Đức từ chức sau phát ngôn binh vực Nga. Hãng tin AFP ngày 23 tháng 1 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho hay, Tư lệnh Hải quân Đức Kay Achim Achenbach đã từ chức sau phát biểu gây tranh cãi về khủng hoảng ở Ukraine. Phó đô đốc Achenbach nói rằng chuyện Nga muốn tấn công Ukraine là vô lý và Tổng thống Nga Vladimir Putin có lẽ đáng được tôn trọng. Trong đoạn phim về một hội nghị ở New Delhi, Ấn Độ ngày 21 tháng 1, ông nói rằng nên tôn trọng những gì Tổng thống Putin muốn. Thật dễ khi cho ông ấy sự tôn trọng mà ông ấy muốn, và có lẽ cũng đáng như vậy, ông phát biểu tại sự kiện do Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Manoha Parika tổ chức. Bên cạnh đó, ông còn nói rằng bán đảo Crimea do Nga sắp nhập từ Ukraine vào năm 2014 là đã mất và sẽ không bao giờ trở về phía Ukraine. Đến ngày 22 tháng 1, ông nói rõ rằng những phát ngôn trên không đại diện cho quan điểm của chính phủ và thiếu sự cố vấn không cần phải ngụy biện, rõ ràng đó là sai lầm, ông thừa nhận. Trong một thông báo sau đó, ông cho biết đã nộp đơn từ chức nhằm tránh bất cứ thiệt hại nào cho Hải quân Đức và Cộng hòa Liên bang Đức. Phát biểu về chính sách quốc phòng của tôi trong phiên thảo luận tại một tổ chức ở Ấn Độ, phản ánh ý kiến cá nhân của tôi tại thời điểm đó. Chúng không hề phản ánh quan điểm chính thức của Bộ Quốc phòng, ông viết trên Twitter. Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức, việc ông Archenbach từ chức có hiệu lực ngay lập tức Liên quan đến sự việc, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba triệu tập đại sứ Đức tại Kiev để phản đối những phát biểu không thể chấp nhận được của ông Sternbach.